Rồi hiện tại em đang cho bò cho khách nè cô chú chị. Đó, mấy con bò em đang 18 triệu nè. Đó bây giờ đi giao cho khách ha. Chứ con bò cái xin 21 triệu. Khách gửi này khách mới bắt. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú anh chị mình hình ảnh của ba con đực kem ha. Đó ba con này thì 5 tháng mấy tuổi nè cô chú anh chị, 5 tháng mấy rồi 6 tháng tuổi nè. Đó thì chiều cao của nó dao động là từ 1m1 tới 1m14 nha cô chú anh chị. Đó nó dao động từ 1m1 tới 1m14 á. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua ba bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó ba con này thì nhỏ nhưng nhỏ ngày tháng cũng 5 tháng mấy rồi 6 tháng tuổi nhưng mà chiều cao xương sóc mấy bò này thì ngon lắm nha cô chú anh chị. Đó thì cũng đít nở dài nở ha. Đó thì con bìa đó, con bìa thì mấy tháng trước thì nó có bị mấy một viêm da nó cục á cô chú vị, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó hết rồi ha, nó hết nó lành rồi. Đó thì ba bò này em quan sát chứ muốn sò không á, không không con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đó xương sóc là cô chú chị thấy không, nó chân móng sò cùng đứng thẳng không em, không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú chị nào muốn mua mấy bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì anh chủ nhà cũng bán giá ba bò này giá là 15.500.000 một con. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình ha. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp. Đây đít nè cô chú chị, nó ba con này thì nó đít nở dài nở ha, nói chung thì nó cũng không bong bóng bảy người ta bò này tại cốt cọp mà cô chú chị, nên hiện tại nó cũng chưa rụng ba cái lông máu nên nhìn không bóng bảy cô chú chị. Đây đít nè, đó 15.500.000 một con, cô chú chị nào muốn mua đó thì cứ liên hệ số điện thoại để đồng hành ha. Đó thì nói chung hình thức hình em cũng thương lượng thức giá cho bà con mình hết rồi. Đó mặt mày nè cô chú chị, nói chung thì bò vú béo thì em cũng không quay xe tích hen, ba con này thì đều có sừng. Đó ba con này thì có lú lú sừng nha cô chú chị. Đó bò thì 5 tháng mấy 6 tháng tuổi nè, lưng nè cô chú chị coi nè. Đó. Lưng nè. Đó lưng từng con ha, 15.500.000 một con. Đó giá này thì chốt luôn không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Nói chung thì nãy giờ em cũng thương lượng xuống giá cho bà con mình hết rồi. Nó xương sóc nói chung thì ba con này thì xương sóc to cô chú anh chị, nhưng muốn sò xương sóc thì khá to ha. Đó. Đây chân móng hoàn thiện. Đây có con này thì mấy tước nè, có bị viêm da nổi cục nhưng hiện tại thì nó hết này nghe cô chú anh chị. Đó. Đây cũng chân móng này ha, xương sóc cũng to. Đó, đít nở dài nở nè. Đó, em đứng xa là em lấy hết tướng bò nè. Đó thì ba con thì có sừng ha, cấp mình nè của chú chị. Ừ. Chung thì bò này chủ nhà có cọp rồi. Đó bà con mình mua mấy bò là về khỏi sợ xuống bò luôn ha. Nó có cọp rồi vì nó xúc sữa mẹ thì nó không còn xuống bò nữa của chú chị. Đó xương sóc thì khá to nè. Đó 15.500.000 một con. Đó thì của chú chị nào thấy ưng ba bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Chung thì bò này thì nó không bóng bẫy như mấy con bò còn sữa mẹ nha cô chú chị, tại vì nó ngắt sữa mẹ rồi nên nhìn nó không có bóng bẫy như mấy con bò còn mẹ. Nó như hiện tại thì chưa rụng ba lông máu. Đó thì nói chung thì bò thì đo nó nhiều khi cũng nói chung thì con bò quá hồi nữa đi tới đi lui mình đo thì mình đi nó sẽ thích phân thì của chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Đó nhưng bò này thì em báo chiều cao là từ 1m1 tới 1m14. Đó con bìa kia là có thể 1m15 luôn cô chú anh chị. Mấy con còn giữa này cũng 1m12, 1m13 này nè. Đó nhưng mà bò cắp mình thì cũng có kiểu mẫu nha cô chú anh chị. Đó nói chung thì tiền nào của nấy ha, bò giá mười mấy triệu thì nó giá trị của con bò nó giá mười mấy triệu. À nhưng đít nè. Chú chị coi đít nè thấy không, nó tướng tá cách mình cũng lực lạc ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bang bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Cái con này thì kem đỏ nè cô chú chị. Ừ. Con này dạng xương sóc cũng hết thằng rồi thấy không, đó giá này thì yêu thương luôn. Đó, nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng xét giá cho bà con mà hết rồi. Đó thì em kinh chăn nuôi bò Bến Tre ha, em phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vú béo bò sinh sản giờ 20 giờ đó, có ưng thì điện cho em ha, còn không ưng thì con ủng hộ em cũng được.
đó, thì không bưng thì mình theo dõi cái kênh đó, mình coi giá cả bò đó, mình mua đặng mình buôn bán gì không lầm hả cô chú anh chị. Đó thì bò này lụng cao 1m1 tới 1m14 đây, mặt mày này của chú chị ha, con nào mấy cũng mặt cục không ha, mặt cục miệng chậu phải sâu không đây, lưng nè đó. 15.500 một con. Ở giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng ban bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó đít nè, đít từng con nè. Đó. Rồi thì hình ảnh và giá cả của ba đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó giá là 15.500 một con ha. Đó thì hình ảnh về giá cả của ba bò này em gửi đến cho cô chú chị xong rồi, để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh có hai con đực kem và con đực ba bê ha. Đó bò này thì lụng 5 tháng mấy tuổi rồi cô chú chị. Con đực ba bê này chiều cao 1m5 1m6 nè. Đó dao động 1m5 1m6 ha. Còn con hai con kem này dao động từ 1m1 tới 1m12, nó nằm trong hai khung đó ha. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để tình hình. Đó bò lực lạc này cô chú chị, con này thì F2 ha. Đó con kem với con 3B thì F1, đó thì em báo giá F2 đầu tiên nè, thì bà con nào muốn mua con mình mua ha. Đó chắc mình thì rất đẹp nha cô chú chị. Đây xương sóc mà chứ muốn sò còn đứng thẳng nè, chắc mình rất hay. Đó con này chủ nhà bán giá là 16.500 nè. Đó 16.500 là còn thương lượng tiền xe luôn cô chú chị. Đó nhưng nói chung không được nhiều nha cô chú chị. Đó thương lượng cho mình có cái lọc bằng nhìn chăn nuôi cho thuận lợi. Đây mặt mày nè, mặt cục nè, miệng chậu vé sâu nè. Đó cô chú chị thấy không? Đó hai con này thì dao động cao 1m10 1m1 tới 1m12 ở phía xa xương khu. Con kem mình nóng cấp này xương sóc nè, nói chung thì xương sóc cũng trung trung bò ha. Đó con kem này với con 3B này thì giá là 28 triệu nè cô chú chị, có giá này thì yêu thương luôn. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó 3B con bụng nè, con giò nè, thấy không? Đó nói chung thì xương sóc hai này thì cũng ngang ngang nhau, cũng trung trung bò. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng mấy bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì nói chung thì cũng nhiều lúc thì cũng thông cảm nha, nhiều khi con bò đo, nhiều khi xê xích phan hay phan, nhiều khi em báo 1m15 chứ nhiều khi nó cao 1m17 1m18 cũng có. Đó nhầm khi thì đo nó hụt cũng phăng hay phăng thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Đó nhiều anh nhiều người do nhau bò đo hụt cũng phăng hay phăng thì cũng điện về nói em. Đó cũng làm khó làm dễ, nói chung thì mình buôn bán chủ yếu con bò nó có tấm mình đẹp, mình nuôi sao lên lượng thịt của chú chị. Đó nói chung thì cao thấp phăng hay phăng thì cũng thông cảm, nói chung đâu có ai mà toàn diện được. Nó nhầm anh nhầm chị thì giao lên bò thăm cũng vốn hơi sùm hết trơn. Đó nếu thì em báo dao động từ 1m10 1m1 tới 1m12 đó, thì nhắm bà con nào có mua được thì cứ liên hệ số điện thoại để em để tình hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú chị điện trực tiếp ha. Đây xương sóc chị, đây con F2 này giá là 16.500 nè, nhưng con F2 này còn thương lượng xỉu từ xe này của chú chị. Nó lực lạc không cấp mình nè, nó đít nở dài nở ha, có hai này thì nở dài nở nè. Đó thì bà con là muốn mua con lẻ thì mua ha. Còn cặp này giá là 28 triệu nè cô chú chị, một con kem 3B. Nó con kem giữa là đầu trụi ha, 3B với con kem F2 này thì có sừng. Nó cấp mình nè, con này tại mình nóng cô chú chị, cấp mình thì dài đòn ha. Nó cấp mình dài đòn nè, thấy chưa. Đít nè, lưng nè, lưng đít thì cũng nở ha. Chúng mấy tuổi rồi cô chú vậy, con kem F2 nè, cấp mình nè, thấy không, tướng tá nè.
con này thì dài đòn, mình ống thường mấy con mình ống thì nó dài đòn hơn mấy con có thùng dạo hơn cô chú anh chị. B con này thì cao 1m5, đó chân móng nè cô chú chị thấy không, đó cặp này giá là 28 triệu. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để màn hình, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó nói chung thì tất nhiên là giá cả thì cũng giá cho con mình hết rồi. Đó thì bà con nào thấy ưng mấy bò này cứ liên hệ số điện thoại để màn hình, nó cũng muốn mua hết 3 con thì mình mua ha. Nó cam hai này thì lực lạc cáp mình nè, tướng tá rất đẹp nha cô chú chị. Nói chung có thai này thì kiểu mẫu đẹp hơn hai con bên kia. Đó, chân móng nè thấy chưa, 3 con đều chân móng sò hết em. Đây đít, nó đít nở dài nở. Đó, cô chú chị, đít nở dài nở ha. Đó, cặp này giá là 28 triệu. Con bà B đó cô chú chị, mặt mày nè chung mà hai con bên đây thì xương cũng trung trung bò rồi. Thì hình ảnh và giá cả của 3 con bò này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi, cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để màn hình, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, xem tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Con này 16 triệu 500. Tướng tá cái này tướng tá đẹp nha cô chú chị. Rồi thì hình ảnh gì á, giá cả của 3 bò này em gửi đến đầy đủ cho chị rồi. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để màn hình, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Rồi thì hình ảnh và giá cả của 3 bò này em gửi đến cho cô chú chị mình xong rồi, để bây giờ em tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.